Alo, chào anh em ha. Hôm nay tiếp tục ra lưới anh em ơi, mà quay quá trời gió rồi anh em ơi. Đêm hôm gió mạnh dữ lắm anh em. Mà Thanh Tâm thì đêm hôm làm cũng có lý rồi nè. Đâm 7 con ghé mà bắt được 6 con. Tại vì ghé nó đâm xuôi gió không anh em. Hôm qua nó thả xuôi xuôi gió xuống cái nó bọc lưới nó bọc tùng đó anh em, nó leo ra. Chạy không kịp anh em ơi, đang ngủ. Bữa nay tạm thời thì thời tiết cũng khá là ok nè anh em, chỉ có gió thôi. Nó bảo vô vậy đó, mà bảo đâu bảo thì chim đi là được anh em ơi. Chứ mấy bữa im trời Thanh Tâm quánh cũng không có luôn, một hai con luôn. Có đêm trước nữa có hai con nha anh em. Đêm qua thì đâm 7 bắt được 6. Đêm nay tiếp tục ra lớn nha anh em. Thì mong là đêm nay có kết quả tốt giống đêm qua anh em ơi. Chứ chạy gió này cũng hên xui. Hôm nay cũng ra lứ để chia sẻ kinh nghiệm cho anh em ha. Giờ này anh Tâm chưa gấp đồ gấp máy gì cho anh em ơi. Mới ra tới thấy tối rồi quay video nói chuyện với anh em vô lát ha. Thì nay Thanh Tâm tiếp tục quánh quắt với chiếc ghé nè anh em. Thì nhiều anh em cũng có hỏi là ngoài lo chép 5W ra rồi còn quánh được lo chiếc ghé, quánh được lo nào nữa không? Thì anh em có thể quánh cấp cứu ha. Cấp cứu 5W cũng được. Cái này cấp cứu này 5W nha anh em. 5 đến 10W. Nè. Cấp cứu này của anh Tâm là từ 5 đến 10W ha. Đây. Còn mũ rồi anh em. Cái này trên sạch trên mạng hình như có 100 mấy anh em ơi. Cái này cái Indo để tối nay anh Tâm quánh quắt luôn nha. Quắt thì 10 hay 15 gì quánh cũng được anh em. Còn cấp cứu này là cấp cứu để anh Tâm quánh quắt luôn nè. Quánh 1 tiếng quắt và ra 2 máy. Ra 2 máy anh Tâm mở 2 máy tiếng lớn tiếng nhỏ anh em ha. Thì mở đại còn không biết đêm nay nó có quắt không nha anh em. Chứ thường thường con quắt nó kỵ gió nha anh em. Gió nó cũng đâm biểu xìu anh em ơi. Nhiều anh em không biết là trừ khi anh em quánh ở trong vườn á, nếu anh em chạy bãi thì khác, còn anh Tâm như nằm tại chỗ đây quánh quắt nó rất là yếu. Quánh được một vài đêm là cái đầu quắt nó ngơi nha anh em, nó không chịu đi. Nếu mà nó có về nó cũng nằm bãi thôi, nó ít đi đâm lắm. Còn nếu anh em chạy bãi thì nó quá là ok. Cái đó là riêng biệt về con quắt ha. Còn chích với cúm núm thì anh em nằm tại chỗ cũng được. Cúm núm thì tới mùa nó di cư thì mình quánh cúm núm bình thường. Hiện tại thì cũng thông báo cho anh em luôn, ở Long An á, Long An là có gà đi nha anh em. Gà đi lại ha, nhưng mà chỉ có một hai con thôi anh em ơi, không có được nhiều ha. Thì chỉ có đêm hôm có ông anh ông báo là bên Long An hiện tại đêm hôm cũng quánh được hai con ha. Thì quánh được hai con hiện tại bên Long An là không biết lúa có cắt chưa thì anh Tâm không biết, nhưng mà thật sự ra thì bên Long An có chỗ cắt chỗ chưa. Rồi có chỗ thì anh này anh quánh miếng lâm á anh em, chứ không phải là quánh đồng ruộng ha. Anh quánh khu vực lâm. Nên anh Tâm nghĩ chắc là cúm núm nó ở khu lâm đó rồi nó đâm thôi anh em ơi. Chứ nghe nói ảnh quánh cúm núm đi lại thì cũng khá là lâu rồi, cũng từ tháng 3 tháng 4 tới giờ là cúm núm đứt luôn nha anh em. Tại thì cái lúa nếu mà đồng của anh em lúa chín mà đỏ đuôi mà mái mà vô mà sửa sản cắt đó ha là bắt đầu quánh đi nha anh em. Thì nếu mà trời bão này thì cũng chua ăn lắm anh em ơi. Tâm nói chuyện hơi có gió anh em cũng cảm ha, nghe không rõ ha. Gió cũng khá là mạnh nha anh em. Anh em thấy túi bọc ghê không? Ý là xuôi lưới, cắn xuôi lưới đó mà còn gì. Đêm hôm gió vậy đó anh em ơi, mà chim đâm thì chim đâm mà không sao hết trơn anh em ơi. Quăng ổng được cái chớp được, trời mà chớp mới thua nghe nè. Như mùa gió nam này, tại vì gió mạnh mà gió sòng á nè, nên là con chim cũng đi, cũng biết đường nó đi ha. Thì đêm hôm này cũng tạm ổn rồi, đêm nay thì cầu mong là sẽ có được một ngày công anh em ơi. Trời đêm hôm thì bên Tâm không có mưa anh em, mà đêm nay thấy ông văng văng mây này không biết sao, trời hơi xấu hơn hôm qua. Trời hiện tại thì nó cũng khắc rất là trong đó, nhưng mà nó cái kiểu mây mà nó chưa tụ anh em, nó hơi văng mây mờ mờ. Thì không biết cái tình hình đêm nay nó như thế nào, thì mong là đêm nay có kết quả tốt để sáng ra cái video để cho anh em ngon lành ha. Chứ không có ra cái video cũng quê lắm anh em. Thì nhiều anh em hỏi con quắt á, mùa này là con quắt nào nó đi. Thì cô cũng chia sẻ với anh em luôn. Thanh Tâm thì quánh quắt thì nói chung là cũng yếu chứ không có mạnh nha anh em.
Nói chung là tại dụng tâm tâm quánh không có chạy bãi anh em, quánh con chỗ nên là nó yếu thôi, chứ chạy bãi thì bảo đảm thì tiếng nó cũng ăn bình thường thôi. Thì anh em nên quánh kiếm những con quắc mặt lem nè, rồi con mặt lò, hai con thôi. Có nghĩa là con hơi già, con hơi tơ chứ không phải là già dữ nha anh em. Già là trắng luôn rồi. Lên chân rồi anh em, mặt nó không còn lọ lem gì nữa hết. Nó lên trắng bóc luôn, mỏng đỏ chạch luôn. Cái đó là già rồi anh em. Nên anh em chọn những cái phay tơ, gọi là quắc tơ đi anh em ơi. Nói chung là quắc tơ mà chưa có đủ già nha anh em. Thì hiện tại là đi con đó, như có thể là tháng sau bắt đầu nó đi quắc già lên nha anh em. Bắt đầu tháng 6, tháng 7 âm lịch là bắt đầu nó đi quắc già nha anh em. Thì theo tâm nghĩ thì con chăn sao á anh em, hiện tại là cũng cuối chăn rồi. Có nghĩa là tới 19-20 sau nè, 19-20 chăn tới này có thể là có gà đi lại nha anh em. Thì anh em có thể là 19-20 anh em có thể quánh lại thử ra sao anh em ha. Anh Tâm thì cũng quánh luôn, nhưng mà cũng chưa chắc về đồng lúa của mình. Tâm thì hiện tại nó, nếu mà con chăn sao thì một tốp nó đang làm đồng, còn tốp thì nó đang chỗ, còn tốp thì cũng mới dặm rồi thôi nghe nè. Mà thường thường là nó làm đồng thì nhiều, thường thường ở đồng lúa mà nó hạ màng mà nó gần chín đó, cái đầu lặn chim nó mới bể đồng nó đi thôi. Có nghĩa là sữa sạn nó đi nó kiếm miếng xanh nó ở, tại vì nó biết sữa sạn cắt đuổi nó đi rồi nên là nó bắt đầu nó đi kiếm miếng xanh nó ở nha nè. Tại vì lúc đó người ta cắt nước ra nè, ta cắt nước rồi nó không còn nước uống nữa, nó mới đi kiếm những miếng xanh, những cái miếng xanh để mà nó có nước nó uống. Nó là gì chứ không phải là nó bỏ đồng nó đi, có nghĩa là nó không còn nước uống nữa, người ta cắt nước rồi. Gọi là người ta cắt nước rồi là người ta không vô gạo hết rồi, người ta cắt nước á, bắt đầu con cúm nó di cư, nó di cư về những cái đồng lúa mà còn xanh á thì nó thì có nước để cho nó uống, nên là nó di cư. Mà nó di cư thì bắt buộc mình quánh nó phải đi nha anh em ha. Thì cái đó là theo tâm nghĩ là vậy. Chứ thường thường thì cũng gần tới mùa, cũng gần tới mùa tháng 6, tháng 7 này bắt đầu là quánh có vài con, rồi tới 8, 9, tháng 10, tháng 11 lúc đó gà thì nó đi rất là mạnh, càng ngày càng mạnh nha anh em. Còn nói chung đêm nay thì chạy gió này thì nếu mà anh em nào ở trong vườn á, anh em nào ở trong vườn thì anh em có thể quánh quắc ha. Còn đối riêng về Thanh Tâm thì ở đây gió quá, Thanh Tâm đêm nay cũng quánh quắc đi, quánh cho có thôi anh em ơi. Quánh như dạng như mình dư máy rồi quánh cho có vậy thôi. Nếu mà tới phi phi mà nó không đâm thì anh Tâm tắt, anh Tâm mở chích thôi ha. Tại vì con chích hiện tại thì nếu mà gió sòng nam này nè, bắt đầu con chích di cư ha. Hiện tại di cư bây giờ hiện tại là con mòng móc nó không đi nữa. Bắt đầu nó đi con mòng đỏ. Con mòng đỏ, mòng móc cũng còn luôn, nhưng mà mòng đỏ đi lại mạnh lại nghe nè. Có nghĩa là con chăn trước con chăn gọi á, con chăn gọi là chỉ mới con móc thôi. Bắt đầu là cái bắt đầu hôm nay nè, là đêm hôm này Thanh Tâm quánh được bảy con mòng đỏ hết nghe nè. Mòng đỏ mà là mòng đen, đậu đen quyền mà thứ mấy con mà người ta gác lập đó nè, đó là mấy con mòng đó, nó bự như con trâu cui vậy đó, u nu nghe nè. Còn mấy con móc á là nó ốm anh em, móc nó ốm nhôm. Bây giờ bắt đầu đi mòng đỏ nè, mà đêm nay thì không biết sao nghe nè. Chứ đêm hôm này đi mòng đỏ thì đêm nay bắt buộc phải đi mòng đỏ nó thôi. Mòng đỏ thì thường thường thì nhiều anh em khi ra cái clip này rồi thì anh em hỏi như quánh cái mòng đỏ đi tiếng nào, thì có đi tiếng tháng 3 nha anh em. Đi tiếng tháng 3 của Thanh Tâm ha. Cái tiếng tháng 3 của Thanh Tâm thì nó ăn quanh năm. Đôi khi anh em không biết nội, anh em nghe cái tiếng thôi là anh em đã biết đi hay không rồi. Tiếng kêu chậm rãi mà gõ từng tiếng đàng hoàng anh em ha. Thì cái đầu là tiếng đó nó đi, nhưng mà ăn thua là cái chép bát mỗi tháng nó khác nhau thôi. Ví dụ như bây giờ nó không đâm mà nó gớt nền nhiều thì anh em lên chép cho nó, lên chép nó gắt nó đầu nó mới sung vậy đó, nó sung nó mới đâm, chứ còn nó xìu xìu vậy nè là nó không có đâm nha nè. Thì đêm hôm Thanh Tâm quánh gió là gió, nhưng mà đêm hôm quánh con chim á anh em, nó đi tầm 10 giờ. Lúc đó Thanh Tâm giật mình thức dậy, là ngủ giấc giật mình thức dậy là hình như là 10 giờ 15 hay gì là nó đâm đúng một con. Rồi tới đầu 11 giờ nó đâm con. Rồi tới 12 giờ nó đâm con, làm một tiếng hồ nó đâm lần anh em, nó đi rất là thưa. Mà tới Thanh Tâm kéo dài như là đâm tới 3 giờ. 3 giờ là nó nghỉ đâm luôn anh em. Tới mà chăng lên mà sáng sáng rồi nó cái đầu nó nghỉ đâm tới sáng không thấy con nào nữa anh em ơi. Ngộ thiệt. Thì mong là đêm nay nó đi đều đều anh em. Tại vì giấc gần sáng bên Thanh Tâm hôm qua nó không có mưa thiệt, nhưng mà ông trời ông chớp quá trời chớp anh em. Gần sáng ông trời ông chớp á, từ cái đầu con chim nó ngưng đi liền anh em.
mong là đêm nay thời tiết nó đừng có chớp ngon lành giống năm hôm anh em ơi. Thì quánh có cái đồng tiền vô đồng tiền ra anh em ơi, chứ quánh mà không có về cái mình buồn, mình buồn trước vợ nữa nè. Rồi trời thì cũng đã mập mờ tối rồi, yên tâm xin úp video trò chuyện với anh em như thôi ha. Thì hẹn gặp anh em cái kết quả sáng ngày mai, tâm báo kết quả cho anh em ha. Sáng rồi anh em ơi, trời gì mà mưa gió ốc nổi gió mưa luôn anh em ơi, vậy mà chim nó đi thì không thể tin nổi, tâm thua thiệt chứ. Những lúc im trời là không đi anh em, trời gió vậy nè mà chim đi thua thiệt. Sửa sạn mưa tới nữa rồi anh em ơi, chắc sáng giờ không lên con nào cho anh em. Mưa cái đầu chim nghỉ đi luôn, đầu hôm tới gần sáng mới mưa nghe nè. Báo kết quả cho anh em bữa nay bữa sáng luôn ha, mưa ướt nhẹt cho anh em. 5 con chích nghe nè, mưa gió gì cũng tạm ổn anh em ơi. Những lúc chạy mà chim không đi, bữa nay chạy mưa gió gì mà chim đi anh em. Chích mồng bắt đầu đi lại nha anh em, mồng đỏ nè, rồi gọi là mồng đỏ nè, chắc nó đẻ xong rồi anh em ơi. Rồi nó diệt cứng lại nè, 5 con mình bỏ hết luôn, không có con nào móc hết ha, còn là mồng đỏ chứ con nào cũng nấy như con heo. Năm rồi là quánh mồng này không nè, sao hổm gài mấy lần trước toàn là quánh móc con nè, đi móc không. Bữa nay là 5 con mồng đỏ gặt ghi luôn, không có con nào mà móc luôn anh em. Rồi tạm xin tạm một video tại đây ha, hẹn gặp anh em tại clip sau. Quá trời gió rồi anh em ơi.